Ok, chào toàn thể nhé. Thì mình tiếp tục quay trở lại đây. Hôm nay mình tiếp tục giao bán Thiên Long Quyền. Nhưng mà có một em Thiên Long Quyền bên Võ Lâm 2GMC. Cũng khá là ngon cho anh em BK. Có bet phá địch 100, tỷ lệ phòng ngự chủ nhân 4%, bet 6 tỷ chất 75, 3 con bet 6 luôn. Đó. Có bet phá địch, chuyển sinh 9 cấp 97, Võ Thánh. Nói chung là anh em mức vé cũng chỉ được BK. Công triệu, công trạng là 2 triệu. Công trạng 2 triệu. Match cấp 6 luôn. Đấy. Như mình nói thì anh em chỉ việc BK thôi. Mua về chỉ việc BK. Arc này anh em nhìn nhá, chưa có một ký hiệu gì và hiện tại là đang hiệu bằng 1. Anh em nhìn kỹ nhá, chưa có một ký hiệu gì luôn. Đấy, chưa có một ký hiệu lên server 3311 gì cả. Đấy, anh em đánh giá cái arc nó có ngon hay không. Về trang bị thì anh em thấy là chưa có một ký hiệu gì, đêm là 11k, 11k5. Nón ẩm huyết này, một đá 7, một đá 6 và một đá 5. Đấy, 7 6 5. Đá 7 là đá sinh lực 10k kia, đá 6 là 7000 và đá 5 là 5%. Còn hào hiệp vô hạ này, còn tốc này. Tốc chạy này, đấy, vậy là chuẩn BK rồi. Full đá 5. Cái này thì một đá 7 này, một đá 6 và một đá 5, tương tự như nó. 52, 40, 34. Anh em thấy là hiện tại là áp đang hiệu bằng 1 thì máu là 264k. Và con này mà lên hiệu bằng mấy nhỉ? Hiệu bằng 10 thì sẽ là 294k. Cặp nhẫn và vô cực minh tinh luôn, đi kèm với ác. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đây, chủ ác họ mà khóa sẵn rồi. Đấy. Và có một cái điều đặc biệt đó là xu, anh em nhìn này, còn 94k xu luôn. Anh em mà không thích thì có thể là bán vô cực minh tinh này đi. Đây có cặp sẵn ngọc hào hiệp vô hạ cho anh em rồi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Rất ngon. Bao tay hào hiệp vô hạ đây thì bạn chủ ác này bạn mở khóa full hết đồ rồi. Đấy. Anh em nhìn nhân vô cực bán tiệm rồi đấy. Thì anh em dùng phù để có thể mở khóa được. Tín vật cấp 12 này. Ngoại trang chuyển sinh như chuyển sinh 10 và ngoại trang chuyển sinh 10. Đi theo hướng nón bỏ qua phòng ngự này. Áo hộ tử này. Dàn văn sức nhá, dàn văn sức cấp 3, full cộng 15. Nội công gần cốt có đủ 5 hệ và đều giao dịch được. Đấy, nội công gần cốt công kích nội công, anh em thì nhìn thấy chưa, giao dịch chưa? Anh em chú ý là bên này ác này là bên GMC, do vậy là một số dàn văn sức mà đầu tiên cái server mới ấy, đầu tiên luôn, thời đầu tiên ấy, thì sẽ giao dịch được. Anh em nhìn tiếng thứ hai này cũng giao dịch được này. Đấy, dàn văn sức chắc là cũng 700-800k gì rồi. Nội công gần cốt công kích nội công hay ở cuối nội công gần cốt và điểm vô cụ là anh em nhìn này. Đấy, cái dàn này này mà khóa chủ ác cũng mà khóa sẵn rồi, anh em có thể là giao dịch được ngay. Đấy, bán lẻ cặp nhẫn vô cực minh tinh. Kim xà lầm này, nội lực đã tẩy ngon, sinh lực 18% và ác này đi full sinh lực luôn. Nội lực sinh lực này đấy, rất ngon. Phòng thủ áo kích mắc nội công. Đây mình đeo cái mặt tịch chính AD 11 cấp 7 cơ, đeo mặt tịch chính. Anh em nhìn nhá, bốn phụ lục này. 9 thanh, 99%. Ác này có yếu quyết cao cấp sẵn rồi, có hỗ trợ mặt tịch, ác này chắc chắn là sút 7 ô. Đây, vần vua anh cước 7 ô, văn vần 8 ô, rất ngon cho anh em BK. Ca diệp thối phục hồi 117. Này thì tiến cấp mà mắc vô cụ 200 rồi, cũng rất ngon. Mặt tịch để tụ khí thì không, đây mặt tịch để tụ khí cao cấp đây này. Thất bảo chiếu quyết. Đây này, mặt tịch để tụ khí đây anh em ơi. Thất bảo chiếu quyết đúng không? Đây. Thì nói chung là có hỗ trợ mặt tịch. Hỗ trợ mặt tịch cho anh em cũng tụ khí được 14 ngay. Đấy. Ở đây thì có cả sắp bút 35% này, mắc óp này. Đấy, cộng 13 luôn. Đầy đủ đồ cho anh em. Đồ tụ khí này, đồ bút này. Đấy. Ngọc hào hiệp vô hạ này.
Tổng hợp này thì anh em à, đấy rồi, tổng hợp này thì anh em đeo lên là BK hiệu quả thường dược, nó chuẩn ngon rồi. Nội công thì thường nội ngoại này. Đấy, anh em bán vô cực minh tinh đi vẫn còn cặp ngọc BK cơ mà. Đấy. Ở ngoài ra thì có cả cái bao tay, cái này cũng là đã mở khóa sẵn sàng rồi. Bao tay bỏ qua 20%. Đấy. Thì để mình xem nào. Thì tổng kết tắc này có bet 6 phá địch chuyển sinh 997, công trạng 2 triệu chưa có một cái hiệu gì, đã kích mạch 6 luôn rồi. Đấy, anh em chỉ việc BK cái hiệu thôi, chuyển sinh 997 nói chung anh em không phải cày gì cả, máu trâu kim sẽ làm vô cực minh tinh và văn sức ba giao dịch được. Đấy, và trong ác này thì đi full ác luôn là dàn búp này. Đấy, dàn búp này, bao tay là 20% này, ngọc cao hiệp vô hạ này, cho anh em không thích dùng vô cực minh tinh này, bán đi này. Đấy, còn 94 cao su đấy, trên này còn ít đồ này. Đấy, khá là ngon nghe. Trong đây có cả áo lô hổ tướng cho anh em mà. Kim xà lâm, rất nhiều văn sức này này. Có cả sư cái bao tay này nữa này, hào hiệp vô hạ. Đấy, áo hào hiệp vô hạ như này, phiếu đổi hiệu này có 60 phiếu rồi. Cho anh em mà có ác này BK cũng nào tương đối là ok. Thì ôn ác này ra đi với giá đó là 2.600.000 đồng. Vậy mình nghĩ cũng là tương đối là ok và rất là rồi. Sao vô cực minh tinh cũng hơn triệu, văn sức này cũng có giá rồi. Đấy, anh em bán lẻ cũng có giá rồi. Kim xà tay ngon rồi, bao tay búp này, thêm cái bao tay bỏ qua 20 kèm theo ít xu. Đấy, trên đây còn ít đồ linh tinh nữa. Nói chung anh em BK là ổn rồi, áp tay ra đi 2.600.000 anh em nhá, 2.600.000 ôn ác luôn, ôn ác cả xu cả vô cực minh tinh cả văn sức, vậy cả búp bao tay luôn. Đấy, ở đây còn có cả bạch liên hoa này. Đấy, cưỡi con này cho đẹp anh em này. Đấy, đẹp không, đẹp trai. Ok, chào anh em nhá, mày mình sẽ đập đồ kim xà 6 cho một dân chơi, quá quen thuộc với anh em bên bên Mỹ. Chủ ác thì tên là Khang. Đấy, chủ ác này tên là Khang anh em nhé. Vâng, thì hôm nay mình sẽ thử làm Dubai một lần, lì tay luôn. Để mình sẽ bật người chơi đi cho nó đỡ chật, đỡ đông. 200 cục cộng 8. Bây giờ mình sẽ đập cái món áo choàng lên trước. Cái này thì lại chưa có cục cộng 7. Bởi vì bây giờ đang là đầu tháng nên anh em chưa ăn Evan nhiều, chưa ra nhiều. Đây, đang cập trang bị vương hóa thượng. Phát đầu đen là thì nó không ăn thua gì rồi. Cái này mình sẽ không canh nữa nhá, mình sẽ đập lì tay luôn. Bực hết cả mày. Úi giời, úi giời ôi, thế này thì tôi phải... Vâng, 5 cục lên cộng 10. Vâng, có thể nói là khá là may mắn. Anh em chúc mừng mình tí đi. Đó, bây giờ thì không ngại ngùng gì nữa rồi. Đi phát đầu tiền không quan trọng nữa. Lên thì lên, không lên thôi. Không quan trọng thì cái cộng 10 nhưng mà càng lắm. Đủ má. Là nhà nữa mất mấy chục luôn để lên cộng 11 đấy nhỉ. Vâng.
Đập đồ chỉ có trong truyền thuyết. Đập như game lậu vậy. What the fuck? Chắc mình phải trở lại thôi em ạ. Ok, lên 11 rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua bùa. Bán bùa. Ok, tiếp tục nhá. Mình mua được 5 cái bùa 12. Giờ mình sẽ tiến hành lên 12. Sẽ may mắn không? Mắc đen. Ấy giờ lên luôn. Đẹp dài. Vâng, có thể nói là server không một ai bán cộng 13, bởi vì hôm nay là úp uy hiếu tướng cho nên người ta mua hết phù rồi. Đấy. Thôi giờ mình sẽ khóa tạm trước, khóa cái kim xà này. Khóa là vẫn đập được anh em nhé, khóa vẫn đập được. Đấy. Còn hai món này mình sẽ không khóa để mình nhận lại định hồn. Được. Để mình nhét đại linh hồn.